Này tới nước cháu lú của em Hải rồi cả nhà ơi. Không biết nó đi về chưa đây. Về chưa? Mình cũng đi cũng đái mới về. Mày nhậu được không? Gì? Trời ơi. Lý gì ta? Ổn nè. Rồi mình xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Này trúng mánh rồi. Nhóm coi. Mực này trong đấy nhiều không? Bán được 100 ngàn. 100 ngàn này. Đúng lắm mày. Cua, 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 cua. Cua. Cua bắt được cả nhà ơi. Cua này là thả đầy dựng cả nhà ơi. Nhiều đó cả nhà. Còn. Cái bóng này là khô khô và thầy luôn cả nhà. Ai kêu? Ai kêu? Không có trò nghe. Đặt luôn hả? Đặt đi. Anh giờ đâu còn bến đò nữa mày. Giờ bắt cầu hết rồi. Giờ lựa đi rồi đi mua màu về về ăn. Ừ. Thôi ăn à, không nhậu đâu. À, có cô ở ngoài Mỹ gửi về cho 200 đô. Cho con mực là 100. Mực là 50. Còn 50 anh em mua gì ăn mua. Con gì? À, tên Khánh. Ui trời ơi, chết rồi. Con cảm ơn cô Khánh ơi. Cô Khánh mà bệnh á, cũng bớt rồi. Kêu cô giữ gìn sức khỏe. Nhiều dữ đó. Đó là tôm bầu luộc làm tôm khô với làm mắm cả nhà. Nè. Đã vậy ta. Luôn luôn á. Vô thứ này không à. Đại đại đâu không vô mà coi. Đó đây 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 nữa nè. Trời ơi. Con đó vô đây lú rồi sao không vô đáy được. Sao vô đáy được. Hay. Thành quả của em Hải được nhiêu đây cả nhà ơi. Bao tôm nhỏ luôn. Cá luôn. Cá bóng. Thấy nhiều nhiều đi chứ cá không rồi cả nhà ơi. Cá dụng có, cá đối bự có, lộn xộn. Chứ kiếm được 200 được à. Nói chứ cũng vài trăm mày. Kiếm 300, 400 được chứ. Nhiều chỉ 5 ngàn ký rồi. Tôm nè. 2 ký tôm ta thấy 200 rồi. Nhà được mấy số. Mà tôm này có 30 ngàn ký rồi nghe cả nhà. Để cái nào ấy luộc thì luộc, còn không ấy thì làm mắm. Là 40 ngàn nữa ba. 40 hay ba? 40. Chết luôn. Vậy là lên nè, chứ là còn có 30 mà. Giới thiệu cũng này chết rồi. Cái đói siêu to ra cả nhà ơi. Anh Đạt ơi, cái đói quách là bự. Đây con nè. Hai cái đói này thấy là nếu mà anh Đạt ăn hai con này là ăn sao hết anh Đạt. Nhất cái nách. Nhất cái nách luôn. Cá mập hết biết. Từ ăn cá này không ta? Hôm nay đi mua thịt về ăn cả nhà ơi. Đổi món. Rồi mấy anh em mới đi chợ về mua đồ về ở nhà ơi. Này là của cô Khánh cho mấy anh em mua đồ cho ăn. Không biết mua gì, mua giò bò về hầm ăn. Mua giò heo rồi mà. Heo ăn ngắn. Mua giò bò. Hai cái. Hai cái 8 ký mấy á.
với chuột bắp, bò hàm bắp. Rồi chắc này anh em chắc này đi phụ mần, công nhận cái máy cắt cắt bén hết sức luôn, cắt một ngát kìa. Sao chặt nó cắt đưa vô rẹt 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 rẹt, công nhận ngon, cắt bằng tiếng hay. Mình cũng đi phụ làm với mực nữa coi. Nãy thì đi công chuyện rồi. Rồi bò mình mần xong rồi cả nhà. Chắc này mình đổ vô mình trụng lại cái. Nãy mới đi công chuyện về. Đổ vô trụng cái xăng lại cái này cái. Rồi rồi trụng nó đổ nước. Cho nó sâu được cái. Ừ, cho khè lắm. Sâu lắm. Đổ nước nhiều quá. Cái này anh em lột bắp này chắc ăn như bắp nè, mà chắc ăn chưa? Chưa đâu. Chưa ăn. Nó bắp ngon lắm mà không biết sao. Bắp này phải ngon rồi. Người bán nó ngon nó không có. Chưa bắp gì nè, cháu. Hả? Chưa bắp gì. Bắp gì nữa ai biết, bắp vàng. Tên bắp vàng thôi chứ biết bắp gì. Bắp vàng rồi cả nhà ơi. Mua chục cái tặng được cái. Mua một chục phải không? Không, chục cái à, chứ không một chục. Một chục với 14 hay gì đó. Này người ta bán cái mà. Có 10 cái rồi anh ơi. 11 cái. Nếm đi. Nằm đây 1 cái. 1 cái. Nếm 10 cái là tặng 1 cái. Mà. Còn bắp đều rang ha. Này cắt ra khúc khúc hơn. Ừ. Cắt ra khúc 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 khúc. Rồi. Rửa rồi hả tắt. Ủa cắt. Nặng nữa. Giờ trụng rồi rồi. Giấc này đổ ra cả nhà. Đổ ra rửa cho sạch lại cái để cho nó nguội, cái bắt nước lên cái làm tiếp. Đổ nước bỏ đi, đổ nước vô rửa. Ui dài nóng. Bỏ nó đi rửa cái sau tới đi, rửa sau. Bóp. Vừa tan. Vô phanh, vô phanh vậy đó. Coi thì nhảy. Chục cái ăn hết đâu. Nước nó sôi rồi. Đổ vô cái ảo cái là nhảy à. Bỏ vô. Không, cái này là hầm mà mới trụng mà mềm xeo rồi mất. Này hầm lâu lắm cả nhà. Bò này bò bự. Bò này bò bô. Cứng lắm. Bò này bò dữ. Bỏ nó đi rồi về ngủ như lắc như mây ăn. Dữ vậy. Con về vừa nước rồi. Mình nêm trước đi, hồi anh Tư xuống nêm lại. Qua mà đẩy nồi canh nó cũng mặn chát. Chữ nhôi. Sao? Xong. Nửa tiếng đồng hồ sau. Còn cứng ngắt. Xong khè này chắc cũng lẹ à. Không nổi đâu. Bỏ cái muỗng chì vô. Nó mềm cái muỗng là nó mềm cục cho bò à. Giờ anh em nêm cái đu đủ nãy bỏ không có quay bỏ đu đủ vô vậy cho nó mau mềm. Mặn không? Nước nhiều mà. Nước nhiều mà. Bột ngọt muối.
Ủa đường cũng được. Không biết đường số gì nữa. Bắp nó ngọt sẵn rồi. Chưa chín mà xin gì con? Ủa ăn sống được không chứ bộ? Không ăn sống không được. Con thử một quả. Thử một quả hả? Ngon chứ bộ? Nắm luôn. Ăn được đau bụng á. Cái gì thôi quá. Nước mắm. Có quả là dở không? Nước mắm cho nó cũng mau mềm nữa. Rồi đổ bắp vô luôn được rồi. Sao ơi? Cái gì? Máy nó sao đâu? Nó bị chỗ. Hả? Vô bắp luôn cả nhà ơi. Luôn. Vô bắp cái nữa là chích bắp cái nữa là lõm. Vô cho con trái rồi cha. Ăn cũng được con chín này hả? Chín mới được. Chín rồi ăn con. Quá trời. Wow. Ơi. Đây một nồi luôn. Bác sao? Gì? Sao ca bác sao yếu vậy? Cho con ngủ máy đi. Rồi. Chín bắp nữa là lộm. Rồi, chắc này chín rồi anh em múc vô cái lẩu cả nhà. Bung ra. Bung bự ra luôn. Giò nãy nhỏ mà giờ bung ra chẳng à. Ủa giấc này cục nào không lấy kìa nó bự. Tới luôn. Nóng quá cả nhà ơi. Nóng à. Quá trời luôn. Rồi giấc này ăn vầy vừa cả nhà ơi. Còn để cái kia cho nó hơi mềm mềm lại cho nó mấy đứa nhỏ. Hay quá hãy ơi. Này, này lớn ăn được rồi nhưng mà nhỏ chưa có ăn được. Bỏ muỗng vô mà khi nào có muỗng rồi. Có, bỏ cái muỗng á. Chưa. Không lớn mấy miếng đu đủ bỏ để nó gục ra. Bỏ luôn á. Vừa vừa lấy mực. Để nhiều quá nước. Nước á. Bắp á, múc bắp nhiều cũng được. Bắp á. Bắp nhiều đó hả? À. Rồi còn này để cho nó mềm lại cái mấy cho mấy đứa nhỏ ăn cả nhà. Rồi mời mời cả nhà ăn bò hầm bắp này của cô Khánh ở bên Mỹ cho mấy anh em mua ăn cả nhà. Con cũng cảm ơn cô Khánh nha. Dọn đũa mà dọn chiếc tay chiếc tàu sao ăn? Để cho cậu xưng ba chiếc cũng được. Ba vẫn dài nữa không? Dài lỗi. Rồi vô. Vô mời cả nhà. Mời cả nhà. Một hai ba vô. Mời cả nhà nghe. Này ốm gì bác ba? Thì bệnh đó bác ba bệnh. Lâu gặp lại cũng ốm như xưa hả? Cái vẫn dài nè các bạn vô. Nè vẫn dài đổi cái vẫn. Nhặt về chưa? Hả? Nhặt về chưa? Chưa được. Dạ. Cục nào cục nấy. Mời cả nhà ăn giò bò. Mời cả nhà nha. Quên lấy dĩa đựng xương cái gì hả? Rồi. Lấy cái gỗ á ta ngoài. Bộ mấy bự con gái rồi. Để đi ngẩn cục vậy đi. Cục nào cục nấy. Giò này bự lắm mà. Chưa có bự đâu. Mời cả nhà ăn. Mềm mèo rồi. Ngọc có ăn không Ngọc? Có. Ngọc cũng bóc. Có lại đâu? Có lại rồi lẫn rồi. Ba. Chút loại chấm qua. Ha. Con gấp cho cục ha. Mẩm cục đi. Vô Dũng ba. Ngậu hả bạn? Bạn nó mất đi giữ con giùm ba chứ. Ngồi ăn được không quá. Bớt cho dặm dặm lại. Gấp đi múc lên thêm. Để đó cho gục. Ngồi cũng mềm luôn rồi, mèo ngon quá. Không gấp cho ba cục từ bò kìa, ba ăn cục bắp kìa. Trong năm đó. Gì vậy? Từ mẹo hả? Xem dễ cả. Mới mới nhậu ngán quá. Bởi vì ốm phải rồi. Thôi. Ốm bự lắm để hồi ba tặng. Ừ vậy. Nè, cục này nhỏ nè. Cảm công nước ba. Móng nè. Móng không ngán. Ăn móng này đặng bươi cho nhiều. Móng có bằng dép á. Quá.
Quá lắm quá. Quá. Mời. Con nói vậy không nha, bắt ba nghỉ sao mày bắt ba nghỉ. Còn cứng gì mà ăn nổi hả Ngọc? Dạ. Còn cứng gì mà ăn nổi hả? Chứ gục gục chút có ăn không? Nó đập bắp cho chắc như bắp vậy. Cứng hả? Gục chút. Hai cái vậy á. Đó không? Phải bóc cả nhà. Ủa bố đại ngủ cái gì rồi? Thôi. Thôi. Giờ nào? Chờ đến nay. Cái này rõ ràng mà chưa bò. Múc múc mấy giờ ăn trường cơm xong. Ủa cũng có gần đâu đó chắc chút mà. Ủa? Có gần. Cái này nhậu mông. Cái này dùng bữa. Ngọc kêu anh Cường lại ăn con. Ôi mẹ mày. Mẹ ngon. Dạ, để con kêu. Ngon hơn bữa nhiều. Tới một chút nữa mới mới đỏ. Ừ, tải rồi. Chú, đúng rồi. Tới chút nữa nó mì luôn cái răng. Tới chút nữa. Không, cái răng mì mẹo rồi. Cái này là thầy. Răng, răng. Thôi cái này phải không? Cái này nó mì mèo à. Mì mèo, ngon quá. Cái này con mua nhiêu cái? Sáng 80.000 ký. Thì tôi nhai sơ sơ đi rồi tôi tóc ra. Cái này giò này cũng bự vậy chứ bộ. Hai cái. Ừ. Nếu mà hai cái giò. Quá trời giò này bự luôn. Mấy cắt cày này đó cũng bán. Không còn 4 cục là 200.000 ở bên của thằng. Cái này là nó cắt máy luôn nè. Sao mua không kêu nó cắt sẵn, tao có máy cắt tao cắt chút xíu à. Về nhà mà lấy máy cắt cày mình cắt. Mình mua hai cái vậy đừng. Trời ơi nhà mình có máy cắt mà. Sợ gì. Có máy cưa. Không này. Đây đưa vô nó cắt ngọt. Không mà nó hơi hao nghe bị gì cái cưa nó cái cưa cái thừa nó hơi hao. Đứt hết cả hai phần nữa. Cái máy cắt cưa, cái máy cưa rồi mà bản cắt nó cắt là chạy đằng kia lụm. Ờ. Chị giỏi văn lúc đó. Con nha bò. Vô. Con quán nhậu bắt bao rồi. Hả? Con bán đồ quán nhậu. Mới bữa đó nhậu đụng thói nhanh. Trên ba lợi rồi. Có ba nhậu đây rồi, té mày. Vô anh ba ơi. Đây luôn. Vô Chèo ơi, lâu gặp Chèo quá, mới gặp bữa đó. Nguyên đại cùng nào bự bự á. Ừ, cùng nào bự á. Hết. Ngay con lợn nó mở á. Hết, lại múc thêm, đằng son nè, lại múc bữa vô thêm. Cái này nè. Con lợn nó mới ngon. Thử con hầm ơi, đây con hầm á. Là mực nấu à. Con mực nấu thử đi. Mềm không? Mày nói chứ sẵn này cũng chia tiền cho em mực luôn. Mực có tiền luôn hả? Cô Khánh có gửi về cho con của Mực á là 100 đô cô ơi. Thì thằng Mực á là 50 đô. Là con đổi ra với mấy anh em 50 nữa là 200. Là con đổi ra được 2 triệu 6. Ủa 4 triệu 6. Là con mua đồ rồi còn của em Mực là 150 hả? 150 đô hả? 2 triệu 3. 3 triệu tư 50. Của em Mực 3 triệu tư 50 là 150 đô. Còn phần 50 đô kia là mấy anh em mua màu nhậu phải không? Đúng rồi. 8. Ủa sao điểm đã thiếu? Thiếu món tiền túi. 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 20 4, 5, 6, 8, 30. 3 triệu tư 50. Phải không? 8 rồi đó. 3 triệu tư đó 50. Đây 50. Điếm lại tay đúng rồi coi. Rồi còn phần đây. Phần đó là bia hết luôn. Phần này là bia. Hết luôn. Thay mặt với đứa nhỏ cũng cảm ơn cô Khánh. Rồi con cũng chúc cho cô là dồi dào sức khỏe. Thì cũng giờ mong cho cô mau khỏe lại cô ơi. Dưỡng bệnh đâu. Mau khỏe là gì nước. Rồi sẵn đây cũng nói luôn rồi Tèo ơi, Tèo có coi clip này á, là cái vụ mà đi chơi hồi đợt đó, là anh Phúc ảnh có nói á, là gửi cho anh em tiền xe, nhưng mà không biết gửi nhiêu. Thằng Tèo nó nói á, là bên đây ăn... Tèo nói. Dạ thằng Tèo nói á, là bên đây ăn chặn của thằng Tèo á, là 700 đó, bị gì hồi đó về á, là mấy anh em mình hùng lại là người 700 ngàn trả tiền xe. Còn cái phần mà anh Phúc có gửi hay không á, là cái đó thằng Tèo hỏi anh Tâm á nha Tèo. Chứ còn mình là mình cái phần đó là không có biết nha, bị gì anh có hỏi
hỏi anh Phúc rồi, nhưng mà chị Thảo của anh chỉ có đưa đó, nhưng mà không biết đưa cho ai thôi nghe. Rồi phần đó hỏi người ta, hỏi nghe Tèo chứ mình không có dính líu gì nghe Tèo. Biết sao mình nay đi ấp Nụ Dương, trưởng nó nói, vợ anh Tèo nói là đợt đi chơi nhà anh Phúc á, trả tiền xe á, nghe nói anh Phúc cho trả tiền xe mà anh Toàn lấy 700 ngàn, vợ anh Tèo tính xuống anh Toàn lấy lại 700, mà đằng này ta người nào cũng tốn 700 hết, mà sao nói anh Toàn ăn 700 đó, là nói vậy nói trật kìa nghe, đâu đó thì cho bỏ gàng nghe. Tèo gà xét lại nghe Tèo, chứ còn hồi đó về là năm anh em mình là người 700 ngàn trả. Hồi đó anh Phúc có lì xì cho thằng trăm phải không, trăm đô thì người trăm đô đó là đổi ra trả tiền xe đó. Rồi còn mà chị Thảo chị nói chị có đưa đó mà không biết đưa cho anh Tâm hay gì thì không biết nghe, đó thì hỏi lại nghe Tèo. Còn đằng này là người ta không có thiếu gì Tèo đâu, đừng đòi xuống đây lấy lại nghe, nói vậy là nó trật nghe. Thôi giờ cũng trễ rồi, anh em xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào clip ngày mai nha. Rồi chúc cả nhà nha.